Quý vị thân mến, và thêm một thông tin liên quan đến môn MMA, thì trong tuần vừa qua, huyền thoại Anderson Silva đã tìm cho mình đối thủ ở sự kiện UFC 212 sắp tới. Mặc dù vào thời điểm hiện tại, Anderson Silva đã không còn có thể sánh được với thời đỉnh cao, nhưng võ sĩ người Brazil vẫn nhận được khá nhiều lời thách đấu từ các đồng nghiệp. Điển hình như mới đây, Romero đã gửi lời thách đấu cùng Silva cho một trận đai tạm thời của hạng cân Middleweight. Tuy nhiên, có vẻ như ý tưởng này đã không thể thuyết phục UFC khi lãnh đạo giải đấu này đã quyết định lựa chọn Kelvin Gastelum sẽ làm đối thủ tiếp theo dành cho Anderson Silva. Cụ thể, trên trang Twitter chính thức của UFC, trận đấu giữa Silva và Gastelum sẽ chính thức diễn ra tại sự kiện UFC 212 vào tháng 6 năm nay. Đây sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho Silva khi UFC 212 sẽ diễn ra trên chính quê nhà của anh tại Rio, Brazil.